có làm ombre bốn màu nha mấy anh chị. Thì cái bộ nail này thì của Sim cũng hoàn thành một bên xong để cho anh chị là mình biết được cái ý tưởng của mình khi mà mình bắt đầu làm, để cho anh chị là mình tiện là về mình theo dõi cho nó dễ ha. Bật kim tuyến nữa nha mấy anh chị. Mình đi là 70% nè. Sau đó mình chuối tay ngược khách xuống. Ở đây là hiện tại là của Sim đi rất mỏng nha mấy anh chị. Mình không đi dày. Mình không đi dày nha mấy anh chị ha. Sau đó thì mình sẽ vuốt cái bột của mình xuống ra khỏi tới đầu móng luôn. Ở đây là mình sẽ tạo nền một lớp rất là mỏng, không có đi dày nha mấy anh chị. Để cho cái đầu móng của mình hơi có màu thôi. Một lớp mỏng nè. Xong. Cái này là mình đi 70% nha. Lát nữa khi mà anh chị làm marble mình phải lấy bột nước nó ướt một chút xíu. Còn hiện tại là mình đang đi này thôi. Sau đó thì mấy anh chị lấy một chút xíu crystal clear hay là gel powder, lấy một ít cái màu trong set food salad nha. Thì mình làm tương tự giống bên kia để cho anh chị là mình dễ hình dung, chứ mình không có thay đổi thiết kế của mình ha. Đó. Sau đó là mình sẽ tháp. Cái kim tuyến này là của Sim không có mít nha, nó nằm trong set food salad. Thì anh chị là để cho anh chị là mình tiện và mình phối màu và mình design, mình thực hiện design của mình cho nó dễ. Sau đó thì mình sẽ giấy kiến. Đây là cái giấy kiến nha mấy anh chị. Rồi mình sẽ cắt một ít giấy kiến theo hình hình nào cũng được, hình tam giác hay là hình thoi hay là hình gì cũng được, cắt cho nó dài dài chút xíu. Rồi cắt xuống đây. Sau đó mình sẽ lấy một ít nè gel powder, mình để lên đây ha mấy anh chị. Để lên đây, sau đó mình sẽ nhấc cái giấy kiến của mình lên. Đó, giấy kiến của mình á, khi mà có nước ướt ướt thôi là khi mà mình để lên á là nó rất là ăn nha. Sau đó tiếp tục qua bên này, hai bên. Rồi mình sẽ chờ cho nó khô một chút xíu nha. Trước khi đi qua cái phần ombre kia là mình sẽ chờ cho nó khô chút xíu. Còn bây giờ là mình sẽ qua cái phần mà hả ombre nhiều màu nha. Ombre nhiều màu thì mình sẽ pha liquid cho nó khô ướt một chút xíu. Sau đó thì mình sẽ đi cái màu tím trước. Tại vì cái màu kia mình chờ nó khô chút xíu, mình sẽ cover cái crystal clear. Sau đó là mình mới đi cái màu ombre lẫn. Nên là mình chờ khô chút xíu. Còn cái này thì mình sẽ chia làm, mình sẽ đi là cái màu tím của mình đi khoảng là 50%. Mình đi khoảng 50% và mình cũng đi mỏng thôi nha mấy anh chị. Ở đây là mình sẽ làm ombre 4 màu. Ôm bột vào chính giữa nè. Ở đây mình cũng đi rất là mỏng thôi mấy anh chị. Tại vì lát nữa là mình sẽ cover một lớp gel powder nha mấy anh chị. Đi mỏng thôi, chứ mình không có cần đi dày. Tại vì lát nữa cái ngón này là mình sẽ cover. Sau đó mình sẽ vuốt bột của mình ra khỏi tới đầu móng luôn. Ôm nhẹ nó vô ha. Ôm nhẹ nó vô. Rồi. Ôm nhẹ nó vô. Hai bên. Và vuốt cái bột của mình ra khỏi tới đầu móng. Hello em. Rồi. Ra khỏi tới đầu móng. Và luôn nhớ là mình phải giữ xếp là hai bên nha mấy anh chị. Và cái màu này là nằm trong set 144 màu của mình. Khi mà anh chị làm những cái design này thì nên xài cái cỏ số 12 và 14 để mà mình tiết kiệm bột và tiết kiệm nước. Đúng không? Đó, tại vì mình đi theo detail chứ mình không cần lấy nhiều quá. Cho nó khô một chút xíu. Khi mà mình apply cái màu thứ hai thì mấy anh chị đi cho nó khô một chút xíu nha. Thì mình sẽ quay lại cái ngón này để mà mình switch với nhau, để mà mình tiết kiệm thời gian, chứ mình không có cần chờ nha mấy anh chị. Thì ở đây là Sim sẽ đi một lớp gel powder y chang vậy luôn. Mình đi cho cái phần dưới màu vàng của mình độ dày đều nhau. Ôm bột vô phần chính giữa, tháp nhẹ xuống. Sau đó mình sẽ ôm hai bên, hai bên. Rồi đồng thời nữa là ôm cho chỗ đường nối cho nó mỏng xuống. Và vuốt bột của mình ra khỏi tới đầu móng nha mấy anh chị. Đó, vuốt bột vừa đủ nha mấy anh chị ha. Ra khỏi tới đầu móng. Đè nhẹ xuống, chỗ nào dày thì mấy anh chị đè nhẹ xuống ha. Và đầu móng của mình khi mà anh chị vuốt bột á, không có cần dày lắm. Không cần dày lắm nha mấy anh chị. Nó vừa đủ thôi. Đó, nhìn ngang nè. Xong.
Mình chờ cho nó khô chút xíu. Bây giờ mình trở qua bên này. Tại sao mấy anh chị biết là mình tiết kiệm thời gian đúng không? Mình tiết kiệm thời gian nha. Rồi sau đó là mình sẽ đi cái màu màu xanh. Pha cho nó chút, nó hơi khô. Là vuốt ông rầy nó không đẹp. Khi mà anh chị vuốt ông rầy là mình phải vuốt nó ướt nha. Rồi ngón này thì mình sẽ đi 50% màu tím. Thì mình sẽ trở lại là mình đi khoảng là 20% cái màu xanh. Và mình nối với tới đây, từ đây tới đây thôi. Đó, nó sẽ che khoảng là 20% cái màu tím nữa là được. Lấy một ít thôi mấy anh chị, không cần lấy nhiều. Tại vì ở đây là mình đi rất là mỏng. Đặt ngay đây nè. Nhích bột của mình xuống nè mấy anh chị ha. Y chang khi mình đi hai cục luôn. Dồn bột của mình vào chính giữa nhiều hơn. Tháp bột của mình mỏng xuống. Vuốt nhẹ. Đó, vuốt nhẹ xuống cho cái màu của mình nó nối với cái màu tím ha. Thì như vậy là mình sẽ có hai màu. Đó, nhẹ nhàng, à, dính. Lấy ra dính. Rồi, vuốt lại ha, nhẹ nhàng. Cho nó đều nhau. Xong, mình đã có hai màu nha mấy anh chị. Rồi, mình sẽ qua ngón này. Ngón này nữa là Christine sẽ đi cái màu AL07 nha mấy anh chị. AL07. Mình làm ombre. Thì mình sẽ lấy cục size là vừa nha mấy anh chị. Thì khi mà mình đi cái phần này thì mình sẽ kết thúc cho cái nail này luôn. Rồi đặt ngay cuticle, nhích bột của mình xuống tới số 4. Đồng thời nữa là mình ôm bột lên cuticle ha. Ôm nó vô hai bên. Hiện tại là bột của mình đang rất là ướt. Đó, dồn bột vào chính giữa nhiều hơn. Sau đó tháp bột mỏng xuống và vuốt bột của mình xuống. Đó, sau đó mình nhẹ nhàng vuốt lại hai bên cho nó bột nó giữ xếp nha. Và cái chỗ nào mà mình vuốt đẹp rồi mình không có vuốt nữa. Vuốt nữa là nó sẽ đi mất cái âm rầy mỏng mỏng của mình. Âm rầy thực chất liền là nó là một lớp bánh tráng thôi, nó mỏng lắm. Nên là hả, khi mà nó đã đẹp rồi mình không vuốt nữa nha mấy anh chị. Rồi sau đó là mình lấy cọ mình ha. Mình lấy một ít nước ở trên này nè. Đó, mình đánh sạch nha. Nhiều khi mình khi mà mình vuốt xuống á, nó sẽ có một chút xíu vương vấn ở đây. Đó, mình vuốt cho nó clear lại, cho nó sạch lại và nó không che đi cái màu của mình. Rồi xong hết, chờ chút xíu. Lấy một chút xíu treo lồ nha mấy anh chị. Để bảo vệ cho cái nền của mình thì mình đặt ngay cái chỗ mà đường nối làm ombre. Tháp, đập, vuốt nhẹ xuống. Làm, tại sao phải làm vậy? Làm như vậy thì để lát nữa là mặt móng của mình nó mịn. Đúng không? Mình làm như vậy thì từ cái treo lồ crystal tất cả mặt móng của mình nó mịn thì mình sẽ tiết kiệm thời gian để mà mình dụ thêm. Rồi mình lại tiếp tục trở về cái ngón này. Thì ngón này là Christine sẽ đi cái màu vàng nha mấy anh chị. Thì cũng y chang vậy luôn. Thì mình sẽ đi tiếp tục là 20% tiếp tục nha mấy anh chị. Từ đây và nối tới đây. Đó. Thì mình sẽ đi là bột của mình á, đi nhỏ thôi. Đặt ngay chỗ này, nhích bột mình xuống nè. Đó, dồn bột của mình vào chính giữa nhiều hơn. Và tháp bột của mình xuống, tháp xuống. Sau đó vuốt nhẹ xuống. Đó, vuốt nhẹ xuống, giống vậy ha. Thế là mình đã có 3 màu ha mấy anh chị. 3 màu. Trời, nó hơi khô chút nữa, xong mình mới quay trở về đi cái màu hồng lên. Thì khi mà mình làm vậy chủ yếu là sao, mình được cái phần mà phối màu nha mấy anh chị. Phối màu nó đẹp, đi theo cái tông màu thì nó sẽ ra rất là đẹp nha mấy anh chị ha. Cả nhà giúp cô xin share nha, tiên cả nhà rất là nhiều luôn. Cả tuần nay là không gặp đúng không anh chị? Là cả tuần nay là cô xin đang làm live tại nick là Christine Silem Supply nha mấy anh chị. Thì không có cái này thì mình sẽ làm cái khác nha mấy anh chị ha. Xong hết rồi là Christine sẽ đi tiếp tục là cái màu AL07 nha mấy anh chị. Là mình sẽ đi cái màu AL07. AL07 là nằm trong set là Align, là gồm có 12 màu nha mấy anh chị ha. Màu rất là đẹp luôn. Rồi đi một cái màu từ critical nè. Nhích bột của mình xuống. Sau đó đẩy bột lên critical hai bên. Hai bên. Dồn bột của mình vào chính giữa nhiều hơn. Lý do tại sao dồn nhiều hơn, để lát nữa mình đè cỏ xuống nè. Cái bột của mình nó sẽ không chảy ra hai bên nhiều quá nha mấy anh chị. Nó sẽ không chảy ra hai bên nhiều quá. Đó, xong hết, bắt đầu lấy một ít nước mình đánh bỏ đi cái màu hồng của mình nếu mà nó xuống nhiều quá nha mấy anh chị. Canh giùm chỗ này giùm chị cái cho nó không có bị nó được nét một chút xíu á, tại vì không có canh nổi. Rồi xong, ôm hai bên, chăm sóc hai bên nha, cho nó không có bị mất xếp nè. Đó, thế là xong ha mấy chị.
màu rất là đẹp luôn. Đây là cái ombre 4 màu, rất là dễ cho anh chị là mình thực hiện nha mấy anh chị. Mình đi mỏng thôi, không cần đi dày. Tại vì mấy anh chị đi dày á, mình lấy bột nhiều thì mấy anh chị sẽ không có loàn được. Tại vì nó sẽ không có control được cái cục bột á. Lấy nhiều quá thì nó sẽ che hết những cái màu khác của mình. Nên là mấy anh chị đi ít ít thôi. Sau đó là mình mới bắt đầu vuốt xuống. Vuốt xong hết thì mấy anh chị là xong hết nè. Bắt đầu là mình sẽ cover là gel lò hoặc là crystal clear của mình lên một lần nữa nha mấy anh chị. Ở đây nếu mà móng dài quá thì mấy anh chị chia dùm em đi làm hai cục. nha mấy anh chị. Đó, để cho bảo đảm là nó không có bị trắng. Tại vì á, nếu mà cái bột của mình nó kéo dài quá thì cái nước khi mà mình xuống tới là cái bột của mình gần khô á, nó không có đủ nước nữa thì nó sẽ làm cho có những cái vệt trắng nha. Nên là để bảo đảm thì mấy anh chị đi hai cục dùm em. Rồi, ôm bột của mình xuống ha mấy anh chị. Bột rất là dẻo nha. Đây là xin đang dùng cái bột của Silem là gel lò powder nha mấy anh chị. Là hoặc là crystal clear cũng được nha mấy anh chị. Và để cho design của mình cho nó đẹp thì mấy anh chị dùng crystal clear dùm em hoặc là gel lò powder nha. Chứ mình không có dùng clear nha. Clear là dùng để đắp bột sơn gel. Rồi, ôm hai bên vô. Đầu móng mình đừng có cho nó bị đùng nha mấy anh chị. Và Christine là chưa có cắt đâu. Tại vì sao biết không? Để cho nó khô chút xíu đã. Rồi để cho nó khô chút xíu đã rồi mình cắt để cho cái bột của mình nó không bị đùng lên cái đầu móng của mình. Xong hết rồi bắt đầu là mình mới cắt. Đó, lấy ra. Thì cắt như vậy là cái đầu móng của mình nó không bị đùng. Tại vì nó khô rồi, bột nó không có chạy ngược về nha. Và lúc này là bột của mình nó hơi cứng. Khi mà mình cắt nó sẽ không thấy cái vết cắt nữa. Tiếp tục mình đi cái cục nhỏ hơn ở trên này. Đó, đẩy bột lên critical. Ở đây thì Christine hồi nãy đi cái màu AL á, 07 thì mình đi hơi dày chút xíu. Nên phần này thì mình sẽ giảm bớt nha mấy chị. Đó, mình giảm bớt cái bột. Mình sẽ vuốt critical của mình cho nó mỏng. Sau đó mình sẽ vuốt bột của mình xuống và nối giống như dạng mà refill vậy đó. Rồi bắt đầu mình vuốt cho cái mặt móng của mình nó đều. Thì lúc nào thì mình làm cũng cho cái mặt móng của mình nó đều. Để mà lát nữa là mình sẽ tiết kiệm cái thời gian để mà mình dũa đúng không. Mặt móng mịn thì mình không có cần dũa nhiều nha mấy anh chị. Xong. Đó xong ha. Đẹp quá. So xinh. Rồi tiếp tục mình qua cái ngón này nha mấy anh chị. Ngón này thì của xinh sẽ đi một cái y chang giống như ngón này nè. Đó, mình đi hết cho nó xong cái ngón này ha. Ngón này thì Christine sẽ đi cái màu hồng à, cái màu hồng mà nằm trong cái màu mà 144 màu là màu số 05 nha mấy chị. Mình sẽ đi là khoảng 70% thôi. Đúng rồi, mình sẽ đi là 70% nha. Rồi mình đi một lớp mỏng thôi nha mấy anh chị. Ở đây là Christine là không có đi dày. Tại vì á, mình sẽ design nữa. Nên là mình sẽ đi là khoảng 50 đi à, lát nữa mình có gói màu xanh nữa. Quên nha mấy anh chị. Quên. Đi 50 thôi, này là mình là đi 3 màu á. Mình đi 3 màu á. Rồi ôm bột vô. Mấy anh chị thấy là Christine lấy cái bột của mình nó rất là ít đúng không. Lấy ít thôi. Đi cho nó ôm vô hai bên. Sau đó bắt đầu là mình sẽ vuốt bột của mình từ cuticle xuống nè. Mỏng, dồn vô chính giữa. Hiện tại là mình đang xài 100% liquid đó. Chứ mình pha nãy pha giờ đổ quá trời vô rồi. Rồi ôm của bột của mình ra khỏi tới đầu móng luôn nha mấy chị. Ở đây là mình chỉ cần một lớp mỏng thôi. Ở trên cái đầu móng của mình thôi, với lại mặt móng của mình thôi, chứ mình không có cần đi dày. Nên lát nữa tất cả mình đều cover bằng gel lò powder hoặc crystal clear nha mấy anh chị. Nên khi mà anh chị design đó, mới bắt đầu design thì mấy anh chị không nên đi dày. Để khi mà mình đi xong á, mình có những cái gì mà nó sơ sót á, mình còn có thể chữa cháy nha mấy anh chị. Nên là mình không có đi dày cái phần này. Xong hết thì mình sẽ lấy một ít crystal hoặc gel lò mình đánh những cái kim tuyến của mình nó lên. Ở đây là những cái kim tuyến là của xin không có mix sẵn nha mấy chị. Đó, cho thêm màu vàng, màu tím đó vô. Cho vô ha mấy chị. Cho vô. Đó, mình phối là 4 màu với nhau. Nên giờ kim tuyến mình cũng cho tông sạc tông luôn nha mấy chị. Cho thêm một ít màu xanh lên. Cho một chút xíu màu xanh tiếp tục lên nữa. Thì khi nào mình thấy nó đẹp là được. Nó không đẹp thì cho thêm nữa. Xong hết thì mình tiếp tục là mình cho những cái giấy kiến hồi nãy mình cắt sẵn ha. Mình cho vài lát lên đây cho nó ánh. Đó, mình cho vài lát lên đây ha. Lên đây.
Đó, ánh ánh ha mấy chị. Khi mà lát làm xong nữa là mình sẽ thấy tự động là nó rất là sáng luôn. À, thiếu thiếu nè, cho thêm miếng vô đây. Xong hết. Sau đó là mình sẽ cover treo lồ nha mấy anh chị. Mấy anh chị mà muốn đi ombre đẹp đó là mấy anh chị sẽ làm cho cái mặt móng của mình nó mịn đã. Rồi khi mà sau đó là mình mới đi ombre ha. Rồi mình sẽ cho cover cho cái phần dưới này là nó đủ bột là đầy đặn luôn. Để lát nữa khi mình đi ombre mình vuốt ombre nó mới đẹp nha mấy anh chị. Đó, cho nó đầy đặn hết và mình cover cái ngón này. Vuốt cho nó mỏng nè. Tại nếu mà mặt móng của mình nó không mịn á thì mấy anh chị vuốt ombre nó sẽ không có ra. Nó không có ra đẹp nha. Nên thì mình sẽ cố gắng là làm sao cho nó chỗ này nó dày, đủ dày nè. Đó, mình cover hết cái phần này đi. Ra khỏi tới đầu móng, sau đó mới bắt đầu mình cắt bột. Ôm ôm hai bên. Ra khỏi tới đầu móng luôn. Cho nó không bị đùn đầu móng nha. Rồi cắt tiếp. Xong hết thì mình bắt đầu là mình thấy không, mình đã có cái phần nền ở phần dưới. Thì bây giờ là mình sẽ đi cái màu xanh. Ở đây là mấy anh chị thấy nè, là xin có đi hai màu ha. Vừa xanh vừa tím, mấy anh chị thấy cái màu của nó không? Vừa xanh màu tím, vừa xanh vừa tím nha. Rồi tiếp tục mình sẽ đi cái ngón này cũng y chang vậy luôn. Thì mấy anh chị đừng có worry, mình cứ đi cái màu xanh trước đi. Đó. Cũng không worry là cái lát nữa là cái màu tím nó che hay gì đó, mình cứ đi đi. Đó, nó sẽ tạo nên cái sự khác biệt cho cái bộ nail của mình. Chứ không cần lúc nào nó cũng phải xuất hiện nhiều quá, đúng không? Mình cứ cho nó ôm rầy xuống. Khi mà mình cho nó xuống, đừng có che hết cái kim tuyến của mình nha mấy chị. Mình chừa lại chút xíu nữa. Để kim tuyến của mình nó nổi bật nữa. Thì cái bộ nail này của mình dựa vào cái phần kim tuyến này. Rồi ôm, ôm cho nó. Lúc nào cũng vậy ha, làm xong là mình phải lấy nước chùi 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 chùi. Đó, nhiều khi nó sót lại nó sẽ làm mờ cái phần kim tuyến của mình. Nó sẽ làm mất bay mất màu. Nên là muốn giữ cho cái màu này mình phải lấy một chút xíu ha. Chị ơi cho em xem chổi của chị được không? Ok, chổi của chị đây em. Đây là cây cọ. Đây là cây cọ nè em. Đó. Thì nhiều khi mấy anh chị gọi là cây chổi. Đúng rồi, đây là cái nail ha. Cái size số 12. Thì anh chị có thể xài size số 12 hoặc 14 nha mấy anh chị. Thấy không? Độ dày vừa phải ha. Thì bây giờ là mình sẽ tiếp tục là mình đi cái phần màu tím. Trời nó khô chút xíu. Khi mà anh chị muốn cho nó khô dễ lắm. Nhìn là nó hơi chuyển sang cái mát thôi là mấy anh chị là có thể là làm được nha mấy anh chị ha. Rồi tiếp tục bên này. Cộng đai xài có bán. Có nha, chị Kim Thanh Trương có bán nha. Mấy anh chị gọi vào số phone nha. Christine đang xài cây cỏ số 12. Thì cái anh chị mà design cái này á, là mình xài cây cỏ số 12, 14 giùm em nha. Đừng xài lớn quá, hao nước hao bột lắm. Nên là mình xài cái này là mình dễ đi detail nha mấy anh chị. Cỏ em rất là giữ nước nên là lấy bột lớn cỡ nào cũng được hết. Rồi tiếp tục mình đi cái cục nè. Đó, cục màu tím nha mấy anh chị. Màu tím. Đi nè, lấy bột nè. Vừa đủ đẩy vô phần cuticle nha mấy anh chị. Cho nó sát, đồng thời mình ôm luôn. Mình ôm luôn nha mấy anh chị. Rồi, tiếp tục tháp bột của mình xuống. Tháp xuống nè. Sau đó vuốt nhẹ xuống. Tại sao là Christine đi vậy? Tại vì khi mà mình đi vậy mấy anh chị thấy là cái màu tím ở dưới nó ẩn lên cái màu xanh không? Nó hơi ẩn lên cái màu xanh thì nó sẽ làm cho cái bộ nail của mình có sự khác biệt nha. Nên tại sao là không đi ngay một cái màu tím đi mà phải đi cái này để làm gì đúng không? Thì tất cả nó đều có mục đích hết. Khi mà xong hết rồi bắt đầu là Christine sẽ lấy một chút xíu crystal clear hay là gel powder ha. Thì ngay cái chỗ mà ombre thì mấy anh chị là cover một lớp mỏng giùm em. Chứ mình không có cần là vuốt từ trên xuống dưới tùy theo trường hợp mấy anh chị đi ha. Sau đó mình sẽ tháp vuốt lại cho cái mặt móng của mình nó mịn. Và tại sao là mình phải đảm bảo là cái mặt móng của mình nó mịn để tiết kiệm thời gian là mình sẽ dụa nha mấy anh chị. Thì lát nữa là mình cũng không có cần dụa mặt móng tại vì sao mình đã vuốt cho nó mịn rồi. Xong hết rồi mấy anh chị tiếp tục lấy một ít nước. Sau đó mình sẽ clean đã. Rồi vuốt lại cái mặt móng một lần nữa. Để tất cả là nó mịn và nó cover hết nha mấy anh chị ha. Xong hết thì mình sẽ bắt đầu là clean hai bên. Hai anh. Xong hết nè. Bây giờ thì mình đã tạo xong là ba ngón đúng không? Thì bây giờ tiếp tục là xin sẽ chia sẻ với thank you chị.
Bắt đầu là mình sẽ tiếp tục là chia sẻ với anh chị là làm marble nhưng anh chị ha. Marble nhiều màu thì tất nhiên rất là khó, nhưng mà để tạo cho cái nền của nó cũng không khó gì hết. Thì bây giờ là cái hai ngón này thì mấy anh chị thấy là xin cũng dùng cái tông sạch tông để mà mình đi bông 3D. Thì ở dưới nền này thì mấy anh chị thấy những cái màu này đúng không? Thực sự nó rất là dễ nha, để tạo cho cái nền của mình. Nó không cần sắp xếp một cái gì hết, tại vì sao? Ở dưới nền của mình nó có thêm là chèn thêm cái phần kim tuyến. Nhưng mà ít nhất thì mình cũng phải biết cách để mà làm cho nó đúng không? Thì xong hết rồi, bắt đầu là mình sẽ làm cái ngón này. Ngón này thì hai ngón thì mấy anh chị làm trang phần chính giữa thì cô xin làm có 70% à. Thì mình sẽ đi cái phần chính giữa trước nha. Đây là cái phần chính giữa nè, mình chuối tay cắt xuống. Đầu tiên thì mấy anh chị lấy một ít sub white màu hồng gì đó, màu hồng, màu xanh, màu vàng, màu tím. Mấy anh chị đi từ từ giùm em thôi chứ mình không cần quậy cái gì hết á. Đó, đi từ từ giùm em, đi là 70% thôi nha mấy anh chị. Chứ cũng không có cần là quậy cái gì hết á, mấy anh chị thấy không? Đi lấy cây cỏ số 12 của mình nè. Mình đi cục từ từ thôi mấy anh chị, cũng không có cần gấp lắm. Cái này là mình design nên là mấy anh chị cũng không có cần quậy ha. Đó, thì mình hướng dẫn chia sẻ để cho mấy anh chị là dễ thực hiện. Rồi, đặt cục bột ngay chính giữa nè, đó mấy anh chị nè, lấy nè, xong vuốt xuống. Đó, thấy dễ không? Cái này là marble marble pastel nha mấy anh chị. Đó thì nó sẽ ra những cái màu y chang mà mình muốn nè mấy anh chị. Xong hết, tiếp tục đi cỡ vài lần là nó đầy mấy anh chị. Đã tại Christine vừa làm vừa nói thì nó lâu thôi, nếu mà mình không có dừng tay hay gì hết á nó rất là nhanh ha. Cho màu xuống nè. Đi mỏng thôi, cái phần này thì mấy anh chị đi mỏng giùm em. Tại lát nữa là mình còn thêm kim tuyến rồi thêm mình còn cho cái treo lồ hay là crystal clear mình cover nó nữa, nên mấy anh chị đi mỏng giùm em ha. Và cái chỗ nào dày mấy anh chị đừng có vuốt, mình đập nè. Đó, chỗ này thấy dày dày đúng không? Đập nó mỏng xuống, đập mỏng xuống nha. Chứ mình không có vuốt, tại vì vuốt nữa là những cái màu này nó sẽ bị giống như một cục bột vậy. Nên là mình sẽ đập nó xuống. Rồi tiếp tục đi cái phần còn lại ha. Mấy anh chị thích màu gì nhiều mình cho cái màu đó nhiều nha mấy anh chị ha. Chỗ nào thích màu gì thì mấy anh chị cho màu đó, cái đó là quyền của mình á. Nên thì á, miễn sao là nó có cái màu giống vậy là ok. Xong ha, thì mình rồi xong hết ha, thì Christine sẽ lấy một chút xíu là crystal clear, sau đó là mình sẽ để những cái kim tuyến của mình vô nha mấy anh chị. Chỗ nào mấy anh chị thấy là thích hợp để thì mấy anh chị cứ để vô. Để một ít kim tuyến vô nha mấy anh chị, tùy theo là mấy anh chị để màu như thế nào. Xong rồi thích màu hồng cho màu hồng vô. Cho chút màu tím vô cho nó lạ. Lạ ha. Rồi cộng thêm chút xíu màu trắng vô nữa cho nó sáng. Nên những cái kim tuyến này á, thì cô xin khuyên thiệt mấy anh chị là không có cần mít. Một cái hũ là 0.25 mấy anh chị làm vậy là không biết tới khi nào mới hết luôn á. Không, xài được rất là nhiều luôn. Tại vì mỗi cái mình lấy có chút xíu à. Sau đó là mình cho những cái giấy kiến của mình vô nha mấy anh chị. Đây giấy kiến vô. Khi mà nó còn ướt á mấy anh chị rất là dễ dàng. Mình apply những cái giấy kiến của mình vô ha mấy anh chị ha. Rồi, cho vô giấy kiến vô. Xong hết thì ngón này là cô xin sẽ cho y chang vậy luôn. Nhưng mà mình sẽ đi là nguyên móng nha mấy anh chị. Mình cho nguyên móng nè. Rồi cho vào đây nha mấy anh chị. Ôm hai bên. Tiếp tục lấy nè, ôm hai bên vô. Cho màu vô nha mấy anh chị. Chứ cái này mình cũng không có cần quậy nhiều nha. Cái này mình đi màu pastel nhiều thôi. Chủ là đi cho cái nền của mình có màu. Lát nữa là mình sẽ có kim tuyến lên ha mấy anh chị.
nó không cần quậy nha mấy anh chị, đi ướt nha. Khi mà mấy anh chị mà mình đi cái màu này á, mấy anh chị giúp Christine là đi ướt, chứ mình sử dụng liquid khô nhanh là mình làm không có ra nha mấy anh chị. Tại vì liquid khô nhanh chưa được thả xuống nữa là cái bột của mình nó khô rồi nha mấy anh chị, nên là mình sẽ đi liquid chảy càng tốt nha. Và khi mà anh chị đi đó là mình đi mỏng thôi chứ không có đi dày, ôm hai bên cho nó không bị mất xếp nha, và tuyệt đối không đi dày nha mấy anh chị. Cái này đi dày cái là hả, lát nữa là mình làm rất là khó làm. Mình thêm kim tuyến đồ vô á, cái bộ nail của mình nó tự động là nó xấu á, tại nó bị dày quá. Xong ôm hai bên cho nó không bị mất xếp nha. Ôm hai bên. Trường hợp đầu móng nó nhiều nè mấy anh chị. Đó, đập nhẹ xuống xong cắt bớt nó đi ha, cho cái đầu móng của mình nó không đều, không có dày. Tại vì nếu mà nó dày lát đó, khi mà mình chụp hình nó sẽ bị phản chiếu, gọi là gì ta? Nó bị dày á, nó bị dày đầu móng, giống như cái step của mình nó bị vậy đó. Rồi, cho kim tuyến lên. Đây là mấy anh chị thoải mái ha, mình cho 4 màu kim tuyến lên. Mình cho 4 màu kim tuyến lên, sau đó mỗi cái chỗ đó là mình cho một ít giấy kiến lên ha. Cái này mình đang tạo nền thôi mấy anh chị, đừng có worry nó. Tạo nền để khi mà lát nữa là mình sẽ là design lên á, thì nó sẽ có những cái tác dụng phụ, nó làm tôn lên cái đẹp của cái design của mình đang làm. Rồi lấy một ít kim tuyến để lên. Những cái trong set 144 màu của mình nó hiện tại là có khoảng là 10-12 cái pastel. Màu rất là xinh luôn nha mấy anh chị. Hôm nay là Christine làm được 5 màu. Nên là mấy anh chị có thể là thoải mái design cho cái màu pastel. Và sắp tới nữa là Christine sẽ có thêm những cái thêm 56 màu mới nữa trong cái set 144 màu của mình nha mấy anh chị. Nhưng mà Christine đang hoàn thiện nó nên là mình cần có thời gian nha mấy anh chị ha. Đó, màu rất là đẹp luôn, bảo đảm khi mà anh chị xong có cái màu này là mình chị sẽ rất là thích luôn á. Màu tuyệt vời, ông mặt trời. Xong, cho giấy kiến vô. Giấy kiến này dài quá. Giấy kiến nó ướt rất là dễ apply nha mấy anh chị. Xong hết nè. Bắt đầu khi mà mình đã tạo cái nền này xong thì trước khi mình đi ombre, mấy anh chị giúp Christine là cho một lớp gel lò hoặc là crystal clear lên nha mấy anh chị. Chúi tay người khách xuống. Ôm bột vô hai bên nè. Đi là cho nó cái này nó đều thôi. Lát nữa là mình sẽ đi cái màu hồng lên AL07 nha. Đó, vuốt cho cái mặt móng của mình nó mịn, đều, không bị mất xếp, đầu móng không bị đùng. Đó, chờ cho chút xíu đã, vuốt thêm cái nữa. Chùi sạch cây cọ nha, lấy thêm chút nước, chùi vuốt cho nó mịn hết, ra khỏi tới đầu móng. Khi mà cái bột nó đứng không còn chảy nữa, sau đó mình bắt đầu mình cắt. Để cho cái bột của nó không chảy, không đùng lại trên cái đầu móng nha. Tại vì đối với nhiều anh chị á, mới bắt đầu tập đắp á, là mình không có control được đâu. Mình hay đè mạnh quá. Thì đồng thời vậy đó, là khi bột ướt là nó sẽ chạy về cái đầu móng điểm số 10, đối số 9. Còn với anh chị mà quen á, thì người ta cắt nhẹ thôi. Nên nó ở đây cho nó an toàn là Christine sẽ vuốt cho nó thật là mịn, cho nó thật là khô đã. Sau đó mình mới đầu cắt nha mấy anh chị. Rồi bên này thì mình sẽ đi hai cục và mình sẽ cover hết cái ngón này luôn. Mình đi là khoảng là 60% hoặc 70% tùy theo mình. Chúi tay người khách xuống, đẩy bột lên. Đẩy bột qua hai bên, cuticle cho nó tròn ha. Sau đó mình sẽ dùng thân cọ, đầu cọ, mình ôm bột vô phần chính giữa nhiều hơn. Xong từ từ mình tháp xuống. Xong hết, bắt đầu mình sẽ vuốt phần cuticle cho nó mỏng xuống nè. Đi đúng thao tác thôi mấy chị, không có cần cho nó dày. Rồi xong ôm bột vào phần chính giữa, nó chạy ra hai bên hông quá, kéo bột nó vô lại ha. Rồi chỗ nào nó nhiều quá thì mình tán nó ra. Rồi tán qua, ở đây dư thiếu chút xíu ha, đẩy nó lên lại. Tại bột nó dẻo quá mấy anh chị, nắng sao mình nắng. Rồi ôm hai bên,
ôm hai bên, ôm hai bên, vuốt bột của mình ra khỏi tới đầu móng. Hai bên, hai bên đầu móng. Đó, cắt. Thì mình sẽ làm cho cái mọc móng của mình nó mịn nha mấy anh chị. Rồi đi cục bột tiếp theo thứ hai nè. Đi cục thứ hai tiếp theo. Cho bột của mình lên cuticle. Đẩy bột lên cuticle cho nó sát nha mấy anh chị. Đó, sát cho nó đầy đặn lên. Hai bên tháp bột của mình xuống nè. Y chang khi mà mình đắp âm rầy vuốt nhẹ xuống. Để cho hai cái cục nối này nó liền chung với nhau. Chăm sóc hai bên cho nó không bị mất xếp. Vuốt bột ra, vuốt bột ra. Vuốt mặt móng cho nó nối liền với nhau ha. Để cho cái mặt móng của mình nó mịn. Xong hết. Ôm hai bên. Rồi cái ngón này là mình xin sẽ đi màu gì ta? AL07 đúng không? Ờ ok. Rồi mình sẽ đi cái màu AL07 nha mấy chị. Ở đây nếu mà anh chị nào đi cảm thấy khoảng cách của mình xa quá, mình lấy cục bột không đủ, mấy anh chị đi hai cục giùm em ha. Đi hai cục nè. Đó, cục đầu tiên thì mấy anh chị cho nhỏ thôi. Mình đi là khoảng là 50% cái chỗ mà âm rầy đó. Đi 50%. Cũng thực hiện thao tác tương tự. Ôm cuticle, dồn bột mình vào chính giữa nhiều hơn. Sau đó mình sẽ vuốt bột mình xuống mỏng. Mình đi cái lớp đầu tiên giống vậy ha. Rồi chăm sóc xong hết. Chăm sóc hai bên. Chăm sóc hai bên. Hai bên. Ôm vô, ôm vô. Sau đó lấy một ít nước ha. Luôn luôn thao tác, chùi sạch. Đó, thế là mình đã có cục đầu tiên ha. Thì bây giờ là mình sẽ đi cục thứ hai. Don't worry nha mấy anh chị. Đừng lo lắng, một cục không được, mình đi hai cục. Đi hai cục để cho nó đẹp hơn, cái mặt móng của mình nó mịn hơn, đỡ tốn thời gian mình dũa thôi. Rồi sau đó mình sẽ đi một cái cục thứ hai. Cục thứ hai thì mình cũng tương tự, mình lấy cục size small thôi mấy anh chị. Sau đó đặt lên cuticle, nhích bột của mình xuống tới số 4. Đồng thời đẩy bột lên cuticle góc bên đây phải và góc bên đây trái. Đó, sau đó mình sẽ dồn bột của mình vào chính giữa nhiều hơn, thực hiện thao tác vuốt hai bên, hai bên. Xong hết rồi, bắt đầu là mấy anh chị sẽ chùi cây cọ của mình thật khô. Và mình dùng cái đầu cọ mà mình clean hai bên. Đó, chứ mình không có quẹt ha. Mình dùng cái đầu cọ thôi. Tại vì sao? Nếu mà mình quẹt đó là bột của mình nó đi hết. Đó, nó lẹm vô cái phần cuticle của mình nữa. Nên là tuyệt đối là không dùng nước thêm. Dùng cây cọ khô thôi. Xong chăm sóc hai bên. Đó, và mình sẽ dùng cái đầu cọ nè. Mình chăm sóc nè, quẹt nè. Ví dụ cái chỗ này nếu mà mình không tắt khé là mình đi hết cái bột trong này luôn á. Nên mình phải dùng cái đầu cọ mình đi thôi. Bột dư vuốt nó ôm nó vô lại. Đó, ôm nó vô lại để cho nó không bị mất bột nha. Không là cái chỗ này là rất anh chị hay dè quẹt qua cái. Quẹt qua cái xong mất hết bột luôn. Xong mình sẽ dùng cái đầu cọ thôi mấy anh chị, chùi nó thật khô nha. Dùng đầu cọ nè. Đó, mình đi theo cái đường viền cuticle ha. Bên này cũng vậy. Đi viền theo đường cuticle. Xong. Thế mình giải quyết xong cái phần mà base đúng không mấy anh chị? Thì bây giờ là mình sẽ tiếp tục là cho một chút xíu gel lò hoặc crystal lên đây. Tùy theo nha, đó nó mỏng quá thì mình khâu vào một ít thôi. Chứ thực sự là lát nữa cái xin cũng không có chạy mặt móng đâu mấy anh chị. Nhưng mà thì mình làm thao tác vậy để cho anh chị mà mình có thói quen á, mình chạy nhiều á thì mấy anh chị đi vậy giùm em ha. Chứ mình không có cần đi một cục bột cho nó bự, mất thời gian mình. Mình đi một lớp mỏng thôi. Rồi xong hết thì để bảo vệ cây cọ của mình ha mấy anh chị. Cây cọ nó tốt thì ngoài ra nữa thì nó yêu cầu là mấy anh chị sẽ bảo quản cho nó tốt. Thì mình sẽ dùng một chút xíu liquid sạch nha mấy chị. Dùng một ít liquid sạch đi. Sau đó mình sẽ đè cây cọ xuống này giống như hình cánh quạt giống vậy ha. Mình sẽ rửa sạch cây cọ. Tại vì nhiều khi mình thấy nó sạch nhưng mà bên trong vẫn còn sót lại một chút xíu bột á. Qua ngày hôm sau nó sẽ làm cây cọ của mình nó đứng, nó cứng một vài chỗ đúng không? Nên tốt nhất lấy một ít liquid rửa. Và khi mà xong hết thì mấy anh chị chịu khó giùm em. Nè. Thực sự mỗi người có cách bảo quản riêng. Nếu mà mình giữ lúc nào tẩy cái này là nó bị dẹp rồi. Còn khi mà mình mua về nó đâu có dẹp vậy đâu. Mình phải là tạo xếp cho nó. Nên á, tới khi mà mấy anh chị mới mua về, lúc nào mình cũng giữ cái nước ở trong này á, tự động nó bị phình. Lâu ngày á, nó bị phình. Đó, nên thành ra nếu mà anh chị muốn giữ cho nó dẹp á, đặt lên cái tờ giấy nè, vuốt nhẹ từ trên xuống dưới cho nó sạch hết cái nước của mình đi ha. Sau đó thì đồng thời vậy, có phải là mình đã tạo xếp được cho nó không? Lúc nào nó cũng giữ tư thế như vậy.
Và khi lần sau nó gặp nước đi nữa, nó còn không bị chạy lại giống như một cụm vậy. Nên lúc nào anh chị cũng tạo xếp vậy giùm em ha, là làm sạch khô nước. Sau đó nếu mà anh chị mà muốn xếp bè giống vậy thì mình cứ tạo vậy. Còn không, anh chị lấy cái tay này mình vuốt sơ qua hai bên. Đó, thì như vậy lúc nào là cái xếp của mình nó cũng không có bị mập hay là gì hết. Và mình không có sợ là cái đầu móng, đầu cọ nó bị bung á. Nếu mà nước ngập nhiều quá, ví dụ đây khô không kịp, thì tất nhiên ngày qua ngày nó tạo thành cái nếp nó đi. Thì thành ra là cọ của mình nó sẽ rất là không tốt ha. Xài xong cắm lên giống vậy này ha. Đó, mình chạy ngang vậy nha, chạy ngang một cái, sau đó là mình sẽ dùng cái cây dụa của mình để qua nè, để chạy bớt những cái phần bột mà hồi nãy mình đắp, nhiều khi nó bị chạy, nó sơ sót là nó chạy xuống under móng của mình á, là mình sẽ chạy bỏ những cái này đi, để lát khi mà mình dụa xếp xong là mọi thứ nó hoàn chỉnh xong nha mấy anh chị ha. Rồi, thấy không? Khi mà mình đắp nhiều khi nó bị không có bằng phẳng á. Mình chạy như vậy để lát mình dụ xếp nó cũng đỡ mệt nữa. Rồi, bên này cũng vậy ha. Chứ không mình dụ xếp xong lát mình quay lại chạy under móng lấy thêm lần xếp nữa thì nó mất thời gian của mình. Rồi, đúng này. Xong hết thì trong cái thời gian mà mình đi á, nếu mà hồi nãy là mình đắp bột á, mình thấy chỗ nào dày á mấy anh chị dùng cái cây này mình dụ sơ qua nha, mình dụ sơ qua giống vậy để lát nữa khi mà mình lấy xếp á, mình không có cần cà mặt móng cho nó nhiều, cà mặt móng thì mình mất sức lắm, cùng dùng cây dụ của mình á thì mình đỡ tốn sức hơn. Anh chị ngồi không? Lấy ghế ngồi nha. Anh chị nào mệt lấy ghế ngồi, lấy ghế ngồi. À, cô Sinh đang có mặt tại store nha. Hôm nay thì mình rảnh rồi mình làm gì luôn. Rồi sau đó thì mình sẽ dụa ngay cái chỗ đường nối giữa móng thiệt móng giả nè mấy anh chị. Đó, mình đưa cây dụa của mình đi vô ha. Đi thẳng, dụa 5-6 trước. Rồi bên này cũng vậy, dụa 5-6 trước. Sau đó thì mình sẽ nghiêng cây dũa của mình nha, 45 độ nè, dũa từ cái chỗ đường nối ra tới đầu móng, cho nó phần dưới của mình nó thẳng luôn. Đó, mấy anh chị thấy không, thẳng nè. Và khi mà xong hết, mấy anh chị đặt cây dũa của mình nè, song song da tay người khách nha, nghiêng đúng 25 thôi. Và lúc nào tay của mình cũng để cái ngón tay khách nằm trên một mặt phẳng, và mình kéo thẳng từ trên xuống dưới. Và đồng thời nếu mà trong cái khoảng thời gian mà mình đi đó, hai bên nó bị dày, mấy anh chị đánh nghiêng cây dũa vô, đánh cho nó mỏng giống vậy ha, mỏng hai bên nè, mấy anh chị thấy cà không? Khi mà cà rồi thì mấy anh chị nó lòi ra cái chỗ này nè, là nó không có thẳng. Hello anh, nó lòi ra chỗ này không thẳng, bắt đầu là mình sẽ dũa từ trên xuống dưới và thẳng với đầu móng. Và cái đầu móng của mình á là cái chỗ mà nhà của mình thôi, mà khi mà từ đó mà thẳng tới nhà là mình sẽ dừng, không có dũa nữa, không thẳng nè. Rồi tiếp tục qua bên này cũng vậy ha, dũa ngay cái chỗ mà đường nối, từ ở phần dưới nghiêng 45 độ giống vậy, dũa từ dưới đi ra tới đầu móng ngay cái đường thẳng. Sau đó khi mà nó đã thẳng được cái phần dưới rồi, đưa cây dũa của mình song song da tay người khách nè, nghiêng xuống 25 nè. Đó, bắt đầu mình dũa. Và hai bên nếu mà nó bị dày, bắt đầu nghiêng cây dũa của mình vô đánh hai bên hông cho nó mỏng. Sau đó mình mới thấy được cái chỗ mà nó mập, và bắt đầu mình sẽ dũa từ trên xuống dưới cho nó thẳng. Đó, thì hai bên nó cân bằng rồi, nó thẳng rồi. Nếu mà trong trường hợp mình thấy nó bầu bầu ô ô chỗ này, mấy anh chị để cây dũa của mình lên, mình đắn từ trên xuống dưới bên này ha, mình cà nhẹ nó. Đó, xong hai bên. Bắt đầu là mình sẽ đi đầu móng. Đầu móng của mình cũng rất là dễ luôn, mấy anh chị đặt cái tay người khách cho nó thẳng nè, sau đó lấy hết tất cả những cái ngón tay của mình đưa lại, lấy cái
ngón này làm cái điểm tựa nè, không mình đưa tay xuống chứ mình không cầm vậy, cầm vậy là mình không có điểm tựa để cho cái cây dụ của mình, nên là mình sẽ lấy cái tay của mình để ở dưới móng và mình giữ chắc móng thiệt móng giả luôn, sau đó lấy cái này làm điểm tựa và cái cây dụ của mình là thẳng nha mấy anh chị. Mấy anh chị thấy trên cái màn hình của mình thẳng không đó, sau đó đầu của mình chồm tới mình coi nha mấy anh chị ha, rồi dụ thẳng. Khi mà nó thẳng mình sẽ dừng, tại vì mình không có dụ ngoài. Khi mà mình dụ ngoài thì thành ra là một ngón dài một ngón ngắn. Đó, khi mà nó đã thẳng rồi mình không dụ nữa nha mấy anh chị ha. Rồi bên này cũng vậy, mình sẽ dụ ngay cái chỗ đường nối giữa móng thiệt móng giả cho nó thẳng. Rồi tiếp tục bên này, nghiêng cây dụa 45, dụ từ chỗ đường nối tới đầu móng. Khi mà nó ra thẳng mình dừng nè ha, ra thẳng là mình phải dừng chứ mình không tiếp tục dũa nha. Sau đó thì mình sẽ tay này nè, ngón cái thì lúc nào đừng có cầm như vậy, cầm như vậy là cây dũa của mình không có cái đường đi, đúng không, nó phải có đường lên xuống đúng không, mà mình cầm vậy đâu có lên xuống được thì nó sẽ bị đứt ở đây, lúc nào đây nó cũng phình phình. Mình sẽ để cây dũa tay của mình xuống một chút xíu nè, đưa cây dũa của mình lên nè, dũa thẳng, và trong cái thời gian mình đi hai bên nó dày mấy anh chị nghiêng cây dũa vô đánh cho nó mỏng xuống. Nên tại sao là lúc mà mình đắp bột á, cố gắng đừng có cho nó mất xếp. Mất xếp lát nữa là mình ôm hoài, mình đánh hoài nó mệt lắm. Trong khi đó mình cố gắng mình không cho nó ôm xếp luôn, thì hai bên mình còn phải ôm vô để mà đánh mà đúng không. Rồi bên này cũng vậy nữa, dụ từ cái điểm số 6 tới điểm số 10. Sau đó đưa cây dụ của mình thẳng song song da tay người khách nè. Nếu mà mai mốt mình đi quang vừa dụ vừa ôm, vừa dụi được ôm, còn nếu mà mình chưa đi quen mình đi thẳng sau đó ôm đánh cho nó mỏng luôn, và một lần mình đi thẳng lại. Xong, bắt đầu mình sẽ dũa đầu móng nha mấy anh chị. Khi mà mình càng làm cái đầu móng của mình nó mỏng á, thì khi mà anh chị đọc chụp hình nó sẽ rất là đẹp nha mấy anh chị. Chụp hình nó sẽ đẹp, nhưng mà đối với cái độ last long của nó là không có. Tại vì sao? Cái chỗ này nè, nó mỏng, thì khi mà anh chị chụp hình nó sẽ đẹp. Đó, mình đánh chỗ này cho nó mỏng nè, đừng có cho nó dài quá cái chỗ đầu móng thì mấy anh chị chụp hình nó sẽ rất là mỏng. Nhưng mà cũng tùy trường hợp khách nha, mà làm khách mà đòi yêu cầu nó dài mà nó hay đánh nhau nữa thì mấy anh chị làm gì. Bữa sau tới sửa ngón luôn á. Rồi lấy cái tay ha, hồi nãy là mình để ý ngón này nè, đó nó bị dính nhiều quá thì mình sẽ lấy cái tay của mình tách nó ra nha, dụ ngay cái chỗ đường nối giữa móng thiệt móng giả cho nó thẳng nè. Rồi bên này cũng vậy, hai bên mà nó dài ôm vô đánh cho nó mỏng trước đã, đi thẳng lại. Bên này cũng vậy. Xong rồi bắt đầu đưa cây dụ nghiêng 45 độ nha. Khi mà nghiêng nè mấy anh chị thấy không, cái tay này nè mình phải giữ chặt cái móng là tại vì nó móng dài á. Nếu mà mình không giữ như vậy á, tay chị rất là đau, và đồng thời nữa ngón tay cái mình phải giữ chặt móng thiệt. Đó, mình phải làm sao là để cho tất cả là 5 ngón của mình á, hai bên mình đều phải giữ được, đúng không? Xoay qua, xoay qua nè, bắt đầu nè, thấy không, hai cái ngón này nè, ba ngón này mình giữ hết rồi, tại bên này có ngón à, mình không làm được gì đó. Đó, không, mình giữ chặt nè cho nó không có bị rung, để cho tay người khách nó hạn chế là nó sẽ bị đau ha. Rồi đưa cái dũa thẳng lại, nghiêng vô. Đó, xong thẳng hai bên ha. Khi mà thẳng mình sẽ dừng và bắt đầu là mình sẽ đi qua cái đầu móng luôn. Đó, xong. Rồi tiếp tục qua ngón này. Đơn giản đúng không? Quá đơn giản luôn. Dễ làm. Nè, dùng chỗ đường nối nè. Hai bên. Đó, mình hai bên này thẳng rồi, bắt đầu mình sẽ đi qua cái phần thân móng. Thân móng thì mình sẽ nghiêng cây dũa mình nè 45 độ, mình dũa từ dưới đi ra tới đầu móng cho nó thẳng. Đó, mình nhìn nghiêng vậy mình thấy thẳng nè. Bắt đầu mình đưa cây dũa của mình thẳng lại lên từ trên xuống dưới, dũa ra tới đầu móng. Rồi nghiêng cây dũa vô, nếu mà nó dày quá đánh
rồi sau đó mình đi lại một lần nữa. Và luôn luôn là tay mình phải giữ chặt cái móng thiếp để cho nó không bị nghiêng qua một bên và nó bị rung nha mấy chị. Đó, mình nghiêng vô, đi thẳng từ dưới đi lên. Tại vì cái mặt móng cái thân móng á, biết sao là Christine ít khi dũa đánh không, tại vì á mình đi cái độ dày vừa phải rồi đó. Nếu mà mình đi dày á thì mất công mà lát nữa là mình phải ra sức mình đánh. Nên á thì tới khi mà phần vuốt cái mặt móng á, thân móng là Christine đi rất là vừa ha, để mà mình không có cần đánh lúc nào mình cũng đánh như vậy thì mình cũng mất sức lắm. Một ngày dũa 10 bộ là không có dũa được bao nhiêu bộ hết đó mấy anh chị. Nên là khi mà cái phần thân móng á, mặt móng mình cũng là đắp bột cho nó gọn ha, cho nó mặt móng cho nó mịn ha, để mà mình tiết kiệm thời gian thôi. Rồi, chứ mình đắp dày xong cái lát mình chạy mình dũa lại thì mình mất thời gian nhiều hơn. Dũa cho nó thẳng nè. Rồi, bên này. Thường khi mà mình đi những cái design này á, mấy anh chị mà làm 3D á, thường mình chọn cái phương thức gọi là làm cho mặt móng nó flat nha. Để lát nữa là mình sẽ là hạ dễ cho nó dũa, mình design cho nó dễ nha mấy anh chị. Và khi mà mình design cái 3D lên á, mấy anh chị đừng có đi cái kiểu mà khi mà mình design 3D nó đã bị dày rồi. Thành ra là nó rất là xấu đúng không? Nó có khoảng cách đó, tại vì chỗ này nó cong á. Lát mình design trên này xong á, design nhiều quá thì trên này nó bị lõm xuống. Nên là khi mà mình design 3D á, tùy theo là mấy anh chị thiết kế như thế nào thì tôi xin chọn cách là mình sẽ đi cho nó flat nha mấy anh chị ha. Rồi hai bên cho nó thẳng, sau đó mình sẽ dụ đầu móng. Đó, đầu móng là thẳng xong hết thì bắt đầu mình sẽ chỉnh lại. Coi cái đầu móng của mình nó một lần nữa bằng cái thao tác. Thì mấy anh chị nào không có dũa được cái kia thì mình sẽ nghiêng cái cây dũa của mình giống vậy ha. Mình sẽ đặt cây dũa của mình là nghiêng khoảng 10 độ thôi. Mình sẽ dũa cái đầu móng của mình cho nó thẳng. Thì trên cái màn hình rất là khó luôn á, nhiều khi muốn chia sẻ mà không nổi. Đó, mình nghiêng cây dũa của mình 10 độ thôi, chứ mình không có nghiêng nhiều quá nha mấy anh chị. Nghiêng 10 độ thôi. Và cây tay người khách là để thẳng giống vậy. Và mình nghiêng là lấy cái mắt của mình ấy, nhìn vô cái đầu móng. Đó, xong. Bên này cũng vậy. Rồi. Rồi, bên này ha. Rồi xong. Xong hết rồi thì bắt đầu là mình sẽ chạy cuticle nha mấy anh chị. Khi chạy cuticle là Christine cũng không có dùng cái cây nào cho nó nhiều, dùng cây XF ha mấy anh chị ha. Lùng sụp hả? Coi có không? Xong rồi bắt đầu là mình sẽ thả cây dũa của mình ha. Vừa tới vừa qua khỏi cái logo thôi mấy anh chị. Chứ không có cần đi xa quá, không cần đi sát quá nha. Móng dài quá thì mình để xa quá, mình rất khó, để gần quá mình rất là khó dũa. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu là mình chuối tay người khách xuống nha. Để cho mấy anh chị nhìn kỹ hơn thì mình sẽ dùng cái cây phủi, mình phủi nó sạch để cho mấy anh chị dễ cho nó nhìn nè. Rồi, chuối tay người khách xuống nha mấy anh chị. Đó, chuối tay người khách xuống nè. Mình sẽ dũa phần chính giữa trước, nghiêng cây dũa của mình á là 45 độ ha, hoặc 25 nha mấy anh chị. Dũa nhẹ nè. Đó, mình dũa sạch thôi, tại hồi nãy là mình chăm sóc cuticle mình ghê lắm luôn á. Nên là tới cái phần này là mình chỉ cần dũa nhẹ thôi, chứ mình không có cần là hạ dũa cho nó nhiều ha mấy anh chị. Đó, xong. Để cho người khách là không có cảm giác là mình mới bị dũa. Đó, chạy cho nó sơ qua cái mặt móng. Hồi nãy mình cà lên á. Lát nữa là cô xin sẽ dùng cái buffer mình bóp nha, chứ con không cần chạy kỹ lắm, tại mặt móng của mình cũng không bị lồi lõm nha. Giờ xong, chuối tay người khách xuống nè. Chạy phần cuticle nha. Và lúc nào cũng phải có điểm tựa, khi mà anh chị đã chạy cuticle phải có điểm tựa nha. Rồi, hai bên chạy cho nó sạch, cho nó sát vô. Khi mà sát rô rồi bắt đầu nghiêng cây dũa 25 độ, dũa từ trên xuống, bật cho nó bự chút xíu. Cái máy này nó kêu dế sợ, không bự bị rớt. Rồi kéo xuống, kéo hai bên xuống,
Chạy đầu món chuối tay người khách nè, lấy tay ha, hai bên nghiêng lên. Cái màu AEL 07 đẹp quá ta, design rất là đẹp luôn đó. Móng dài nha mấy chị, phải có điểm tựa nha mấy chị đó. Móng dài mình có điểm tựa, mình chạy qua khỏi đầu móng luôn. Chạy đầu móng, lát rửa bên tay thôi nha chị. Ừ, khỏi rửa bên kia, rửa kia nó mất màu hết. Tại để chụp hình cho nó đẹp. Sắp xong rồi, làm 3D cũng lẹ lắm. Tại có ý tưởng xong á, mình làm lẹ lắm. Xong hết nha, thì bắt đầu là mình sẽ là coi lại cái phần đầu móng của mình nó có đều hay không. Rồi hai bên, sau đó mình sẽ bắt đầu mình vuốt phờ nha mấy chị. Bóp ăn gian vô cái da tay nè, nên tại sao khi mà mình vuốt á, hạn chế vuốt lên cái da tay người khách. Liquid nó sẽ mang theo những cái bột á, cây cọ nó có bột á, nó sẽ sót lại và nó làm dơ cái da tay người khách nha. Lát mình phải dời cái máy quay nó cao chút xíu. Cắm xuống, đánh xuống ha, để cho cái da tay người khách nó sạch, lấy đi những cái tường đó. Khi mà mình làm xong là mấy anh chị thấy phần dưới nó sạch không đó, thì mình chạy máy xong nha, thì lát rửa tay nữa là nó sẽ rất là sạch luôn. Nên là trước khi là vụ xếp thì mấy anh chị là hả chạy máy sơ đã. Rồi xong à, chị rửa tay giùm em ha. Rồi xong hết thì bây giờ mấy anh chị thấy cái nền nó giống nhau đúng không? Thì bây giờ bắt đầu là mình sẽ làm cái phần 3D. Thì 3D mình cũng thực hiện lại và y chang lại và sử dụng những cái màu đó. Nhưng mà bên cạnh đó là cô xin có sử dụng thêm một cái màu trong set là 144 màu nữa, là màu số 137 nha. Để mà mình thực hiện cái màu này nha. Thì trên màn hình thì mấy anh chị thấy rồi, là cô xin dùng tất cả những cái màu có ở trên này để mà làm cái bộ nail này ha. Thì lát nữa là đây là những cái màu mà mình sẽ làm 3D. Thì đây là gồm có 6 màu thôi mấy anh chị, là mình phải số phối 6 màu chung với nhau thôi. Xong hết này để dẹp này ra. Xong rồi thì mình sẽ sơ một lớp matte top coat trước khi là mình design nha mấy anh chị. Cái matte top coat thì để cho làm cho 3D cho nó dễ, thì mấy anh chị là sơ matte top coat giùm em. Đúng không? Dạ. Dạ. Để cho cái khi mà mình làm á, là những cái design, những cái bông của mình nó không có bị chảy nha. Nên anh chị nào mà làm muốn làm 3D á, dễ đó, thì mấy anh chị sơn matte top coat giùm em. Đó, mình sơn hết matte top coat cho 10 ngón của mình. Thì ở đây là bột Christine làm cái design này đi theo cái matte nha. Nên anh chị là mình có thể là sơn hết 10 ngón matte. Rồi, hai bên. Đó. Ồ, màu đẹp quá. Cái này là ombre 4 màu nha mấy anh chị. Màu rất là đẹp luôn. Màu rất là đẹp luôn. Cái màu này là những cái màu hồi nãy là cô xin show cho anh chị thấy đó. Tất cả những cái màu mà mình dùng trong này kèm theo là một cái màu nữa, là cái màu trong set là AL. Là AL07 nha. Cái màu hồng mà cô xin đang dùng là cái màu AL07 nha mấy anh chị. Nếu
Đó, đây là Xin đang dùng cái móng mà XXL coffin nha mấy chị. Cái móng này là Xin làm là không có cắt. Đó, trước khi để vô máy thì mấy anh chị vuốt xếp giùm em nha. Vuốt xếp giùm em cho nó không bị mất xếp nha. Rồi, bên này cũng vậy ha. Mấy anh chị trên đây thấy rõ không? Để cô xin sơn lại ngón này. Rồi, vuốt hai bên. Rồi, ok, để vô máy giùm em. Rồi xong ha, mình lấy nè, mở hết những cái hũ bột của mình ra. Xó mình kèm theo cái hũ sắp quay nha mấy anh chị. Là cô xin hôm nay dùng cái màu sắp quay để mà làm 3D nè. Sau đó thì mình sẽ dùng thêm một cái màu 137 nữa. Đó, cho anh chị thấy được cái màu sau đó là cô xin sẽ cho tất cả vào một bên nha. Tại vì không là cái màn hình của mình trên này nó cũng bị phô cực theo. Đó, mình cho hết cái màu của mình qua bên này. Để cho anh chị thấy cho nó rõ nè. Xanh nha mấy anh chị. Sau đó mình sẽ cho khô một chút xíu. Và mình mới bắt đầu đặt vô cái bông của mình nha mấy anh chị. Đây. Đó, để xuống, đè nhẹ xuống nè. Cho cái màu đậm của mình xuống trước nha mấy anh chị. Sau đó thì mình sẽ làm khô cây cọ của mình. Đó, mình làm cho nó tròn 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 tròn. Chùi khô cây cọ của mình nha mấy anh chị. Chùi khô cây cọ. Dùng thân cọ mình tán hai bên nó ra. Cho nó hai bên thật mỏng nha. Hai bên thật mỏng. Sau đó mình sẽ đè nhẹ bột của mình xuống cho nó thật mỏng. Ở đây là cô xin sẽ đi cái dạng mà bông flat nha mấy chị. Nên nó mình sẽ không có đi nó dài. Mình sẽ đi không đi dài nha mấy chị. Xong hết khi mà mình đã tán xong ra thì mấy chị lấy độ nhọn cây cỏ nhích bột về phía trước. Sau đó một lần nữa làm khô cây cỏ nha. Sau đó mình sẽ ấn cây bột của mình xuống nè. Đó xong, thế là mình đã xong một cánh bông nha mấy anh chị. Rồi tiếp tục mình đi cái cánh bông thứ hai. Cánh bông thứ hai thì cô xin muốn cái màu tím nó nhiều thì mình sẽ lấy màu tím nó nhiều, màu hồng nó ít. Cho nó khô bớt, sau đó mình sẽ đặt cái cánh bông của mình xuống nè. Đè nhẹ xuống. Rồi đồng thời nữa lấy cây cọ của mình làm tròn cái cánh bông của mình nha. Đó, làm tròn trước. Sau đó chùi khô. Bắt đầu mình cũng dùng y chang vậy luôn, dùng thân cọ mình tán hai bên cánh bông ra cho nó nối chung với nhau. Rồi bên này cũng vậy, tán cho nó nối với nhau. Rồi tiếp tục tán, chùi khô cây cọ. Nếu mà cảm thấy nó còn ướt thì mấy anh chị chùi khô cây cọ. Đó, chùi khô cây cọ để mà mình tiếp tục là mình tán nó nha mấy anh chị. Tiếp tục mình tán đó. Sau đó khi mà nó xong hết, đồng thời bột nó đang dẻo thì mấy anh chị sẽ kéo nhẹ về cái đuôi. Đó, và cái đuôi này thì mấy anh chị là không nhất thiết là nó sẽ theo một cái hình dạng nào, và nó có thể méo, có thể tròn. Đó, có thể méo, có thể tròn cũng không sao hết nha mấy anh chị ha. Rồi đi tiếp tục cái ngón này. Rồi cho nó khô. Ngón này thì mình sẽ đặt chính giữa của hai cái ngón cánh còn lại. Ở đây là mình đi ba cánh thôi. Làm cho nó tròn nè, cho nó tròn ha mấy anh chị ha. Sau đó tiếp tục ha, dùng cái thân cọ nè, độ nhọn. Tán cái cánh bông của mình đi qua hai bên cái đã. Đó, cánh này thì mình tán cho nó đi qua hai bên nha. Sau đó bắt đầu mình sẽ dùng cái thân mình đè nó xuống. Dùng thân cọ mình đè nó xuống. Và tuyệt đối là mình không có làm nó bị mất xếp nha mấy anh chị. Ở đây thì nó không góc độ tán không được thì mình chuyển cái cây cọ mình tán về bên này. Cho nó thật mỏng. Sau đó lấy cái cây độ nhọn nhích bột của mình về đằng sau. Xong. Đó thì mình y chang vậy. Sau đó mình tiếp tục mình đi cánh thứ tư. Anh chị share giúp Christine ha. Thank you cả nhà rất là nhiều luôn. Rồi. Sau đó mình sẽ đặt một cái cánh bông nữa nha mấy anh chị. Rồi mình sẽ coi cái cánh bông của mình nó nằm ở đâu xấu nhất. Là mình sẽ đặt cái cánh bông đó. Mình gọi là che khuyết điểm đó mấy anh chị. Đó, che khuyết điểm nha. Sau đó mình sẽ đi nè, y chang vậy luôn. Thì cái cánh này đó thì mấy anh chị là sẽ không có đè cái đuôi cho nó mỏng nha mấy anh chị. Không đè đuôi cho nó mỏng. Thì bây giờ là cô xin sẽ đè cho mấy anh chị xem ha. Để tạo cái điểm nhấn là cái bông, cánh bông này nó hơi nhỏ và nó hơi dài một chút xíu.
phần đuôi đó ở đây nè. Mình xin sẽ không có đè tiếp tục cho nó mỏng, nhưng mà mình sẽ bắt đầu là mình sẽ kéo nó ra luôn. Xong ha, thế là mình đã xong bốn cánh đúng không? Thì bây giờ bắt đầu là mình sẽ đi cái phần nhụy. Đi phần nhụy thì mình cũng y chang vậy luôn, mình lấy những cái cục bột của mình đó theo cái màu mà mình muốn. Thì bây giờ mình sẽ đặt cái bột của mình ngay phần chính giữa. Sau đó thì mình sẽ lấy cái cây cọ của mình nó vo cho nó tròn nè. Đồng thời nữa là mình sẽ lấy cây cọ nó khô nha mấy anh chị, không thêm nước nha. Ở đây tuyệt đối là mình không thêm nước, khi mà thêm nước nữa là cái bông của mình nó sẽ chảy ra tràn lan, nó không có đẹp nha mấy anh chị ha. Đó, và sắp tới tháng 3 nữa là mình sẽ có mở lớp cho cái phần 3D nha mấy anh chị. Đó, tháng 3 thì mình sẽ có mở lớp cho phần 3D. Rồi, đập xuống, đập xuống, đập xuống. Đó, xong hết thì mình sẽ chờ cho nó hơi khô chút xíu và mình sẽ dùng cái độ nhọn nè. Độ nhọn. Mình xoay giống như hình dấu hỏi nha mấy anh chị, xoay giống hình dấu hỏi nè. Đè nhẹ cục bột của mình xuống cho nó có cái độ sâu nha mấy anh chị. Đó, xong. Thế là mình đã có cái phần nhụy thì mình sẽ đè nhẹ xuống nha mấy anh chị ha. Thì mình có cái phần nhụy. Thì bây giờ bắt đầu là mình sẽ đi tiếp tục là cái bông thứ hai. Happy New Year thì mình hồ. Hello mọi người. Hello, bột Silem nha mọi người ơi. Bột Silem trong set 144 màu nha mấy anh chị, design thoải mái luôn. Rồi tiếp tục bên này thì mình sẽ nhìn lại cái bông này dùng cái màu gì nha mấy anh chị. Đó, dùng toàn bộ màu luôn. Đó, thì có phải là khi mà mình phối màu như thế nào để cho nó phù hợp. Thì bên đây là Cuisine cũng có chia sẻ luôn á anh chị. Anh chị là giúp Cuisine share nha, thì cả nhà rất là nhiều luôn. Đó, mình đang ngồi suy nghĩ là mình sẽ đi màu gì trước. Đó, thì ở đây là cái màu mà mình đã lấy thập cẩm. Bây giờ mình sẽ đặt vô đây ha mấy anh chị ha. Đi cánh đầu tiên cũng y chang vậy luôn. Dồn cho nó ra một cái cục tròn đã. Sau đó mình sẽ làm cây cọ của mình nó khô nha mấy anh chị. Sau đó bắt đầu sẽ dùng cái thân cánh cọ mình tán nó ra hai bên. Tán ra hai bên. Cả nhà thấy rõ không? Tán ra hai bên nha. Rồi cho nó mọng xuống. Cho nó mọng xuống. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục là mình sẽ dùng cái cây cọ nhọn của mình. Mình đi cho nó nhọn nhọn. Mấy anh chị thấy là Cuisine đi cái cánh bông nó không có nhất thiết là nó phải đều nhau nha mấy anh chị. Đó, rất là xinh luôn. Tiếp tục đi nè. Đó, đi. Nhiều khi những cái cánh bông á, mấy anh chị thấy là cái màu lạ lạ đúng không? Tại vì xin bỏ bớt màu á mấy anh chị. Mình bỏ bớt màu á. Đó, xong. Đè nó xuống ha, cho nó mọng nè. Đè nó xuống cho nó mọng nha mấy anh chị. Xong. Sau bắt đầu là mình sẽ vuốt bột của mình ra về phía sau. Đó, đè nhẹ xuống. Đè nhẹ xuống. Chỉnh lại cái xếp cho nó đều. Và đặc biệt nữa đừng có cho nó bị mất xếp nha mấy anh chị ha. Rồi tiếp tục đi qua món khác. Đặt xuống nè. Đó, dồn vô hai bên. Hai bên. Đè xuống, đè xuống. Nhích bột của mình về phía sau ha mấy anh chị ha. Xong, rất là dễ thương luôn mấy anh chị. Tiếp tục là mình đi cánh kế tiếp của mình nha mấy anh chị ha. Rồi đi thêm cánh này vô.
Rồi em mở lên test cho anh cái đi nha. Before anh vô. Rồi em anh nó quấn nè. Ha. Vậy chặt cái này đây, có chỉ cho hết chị giật mình ha. Chặt hai tiếng sang tiếng ha. Đó. Lấy cỏ khô nha mấy anh chị. Cỏ khô sau đó mình bắt đầu tán. Đó, nhấc bông mình xuống. Xong. Sâu xinh luôn ha. Dễ thương quá. Mấy anh chị ơi, sắp hết pin rồi. Rồi, tiếp tục đi nhụy. Cho nhụy vào đây. Sau đó là mình không lấy thêm nước nha mấy anh chị. Cái này là không lấy thêm nước nha. Không lấy thêm nước nha. Đó, mình cho cái cánh của mình nó nằm xuống. Nằm xuống, nằm xuống. Chờ cho nó khô chút xíu nữa. Sau đó ha. Đó. Xong. Xong hết thì cô xin sẽ bắt đầu là mình sẽ làm lá nha mấy anh chị. Lá thì mình cần cái hỗ trợ là một cái cây dao. Cây dao này cắt bột nha mấy anh chị. Thì đây là mình sẽ làm lá là bằng màu xanh. Bao nhiêu một set vậy chị? Một set gì em? Bao nhiêu một set? Bao nhiêu một set bột? Mấy em ơi giúp chị trả lời nha. Đó, hiện tại là bột 144 màu hiện tại là đang out stock. Đó, sắp tới là mình về hàng nha. Bột rất là dẻo nha mấy anh chị. Đó, sau đó mình vuốt kéo về. Rồi, sau đó mình sẽ làm hình lá. Ở đây là cô xin đang làm lá nha mấy anh chị ha. Đó, làm lá. Ở đây mình cho nó mọng nha mấy anh chị. Lát nữa là mình sẽ có một cái cánh lá mình đè nó xuống. Đó, xong. Ồ, lá xinh lắm luôn mấy anh chị. Lá tuyệt vời. Lá nhẹ nhàng. Rồi, đây là mình tiếp tục là mình đi lá nha mấy anh chị. Đó, mình đi lá đây. Cánh đè cánh nha mấy anh chị ha. Cánh đè cánh. Rồi kéo nhược về. Sau đó bắt đầu là mình sẽ tán tiếp. Cho nó sát phần bên này luôn. Nhích cọ về phía trước cho cái lá của mình có cái độ nhọn ha. Khi mà xong hết rồi, chờ một chút xíu nữa cho cái bột mình nó khô. Tiếp tục ha, xong này bắt đầu nè, mình sẽ cắt lá. Chờ nó khô chút xíu nha mấy anh chị, cắt lá. Đó, cắt 1, 2, 1, 2. Trời ơi, xinh quá mấy anh chị à. Cắt nhẹ xuống, rồi xong. Rồi, xong hết thì bắt đầu là xin sẽ cho hai lá dưới này nữa. Đó, mình thích lá thì mình cứ cho lá. Lá tuyệt vời, lá đẹp quá. Ây da, ây da. Sorry mọi người ha. Rồi, kéo về. Bột rất là dẻo nha mấy anh chị. Đó, màu này rất là đẹp luôn. Màu này màu số 50. 50. Xó kéo bột về phía sau. Cho bột nó dẻo xuống. Đầu ít ép chị. Đó, sau đó mình cắt nè. Đó, cắt. Rồi tiếp tục cho thêm cái lá nữa nha mấy anh chị. Ồ, lá tuyệt vời luôn, lá rất là đẹp luôn ha. Đặt nó lên. Cho nó nối chung với nhau. Sau đó kéo bột của mình về phía trước. Xó đè nó xuống. Đè xuống. Đè xuống. Xó mình kéo cái đuôi cho nó mọng chút xíu. Và nó dài thêm chút ha. Rồi muốn ẹo sao mình ẹo. Tức là không phải, tức là mình muốn uống sao mình uống nó. Đó, ôm nó vô. Sau đó bắt đầu là mình sẽ cắt nó. Liquid bên Christine đang out stock nha mấy anh chị ơi. Sắp có là sẽ có trở lại. Liquid làm cho bột nó rất là dẻo nha.
nên là hàng rất là đắt hàng, nên cái gì nó cũng hết trơn á, chỉ có người thôi. Giờ không có gì bán. Bán hết trơn rồi. Trời ơi, so xinh luôn mấy anh chị. À, màu rất là đẹp ha. Thì bây giờ là Sim sẽ đi đi thêm một cái bông nha mấy anh chị. Rồi đây là mình sẽ đi cái cánh bông là chuối lên trên cái tay người khách ha. Trời ơi, đẹp quá chị ơi. Quá xinh, quá xinh. Rồi ngón này thì Sim sẽ đi cái bông ha mấy anh chị. Đó, cho cái cánh bông đây trước, sau đó cũng y chang vậy luôn ha. Y chang vậy luôn. Để lên. Ở đây thì Sim sẽ cố gắng làm cho cái cánh bông của nó bự chút xíu. Đó. Rất là xinh. Trời, nó khô chút xíu ha. Đó, khi mà có phải là mình có ý tưởng rồi đó, mình đi quen á, chị thấy nhanh không? Dạ. Yeah. Rất là nhanh ha. Ngón này là em đi rất là nhanh hơn bên kia đúng không? Dạ. Yeah. Đó, tại mình đã có ý tưởng rồi thì bây giờ mình chỉ cần nó đi thôi. Thì khi mà qua cái bông này á, nó không khó nha mấy anh chị. Đúng rồi, trời ơi. Xong ha. Giờ qua ngón này. Đó, đè nó xuống. Kéo nhẹ xuống nha mấy anh chị. Xong, tiếp tục đi thêm cánh nữa nha. Cánh thì mình sẽ để trong nè. Ở đây là mình đi 4 cánh. Sau đó thì mình sẽ cho một cái nhụy lên. Đó, mình đi nửa cánh thôi. Ở dưới là mình sẽ cho lá. Là nó đó cưng. Đó, mình sẽ đè nó xuống. Khi mà chờ cho nó khô chút xíu nè, bắt đầu lấy cọ mình đè bột của mình nó cho nó mỏng xuống nha mấy anh chị ha. Rồi đè xuống, thank you mọi người nhiều. Rồi đè xuống ha. Sau đó thì mình bắt đầu là mình sẽ xoay nè. Đó, xoay giống như hình cánh dấu hỏi nha mấy anh chị. Cái xoay này thì mình cũng cần tập rất là nhiều ha. Để mà mình xoay cho nó đúng thì mình mới làm được. Liên ơi, cơm trái. Rồi sau đó là mình sẽ bắt đầu là mình đi cái phần màu xanh lá nha mấy anh chị, là mình đi lá nè. Đó, rồi. Đó, đè mỏng xuống nha mấy anh chị. Lát nữa là cô sẽ nối lá, nối cánh với nhau. Đó, cho nó qua bên luôn.
đó, cho nó qua bên ha. Lát mình cho cánh thẳng xuống dưới này cho nó đẹp. Đó, xong hết, bắt đầu mình sẽ cắt nha. Ở đây mình sẽ cắt nè, cắt lá nè. Đó, cắt xong hết, đi thêm cái cánh lá, cánh xuống nữa. Đi cánh lá xuống nữa nha mấy anh chị. Đó. Chúc anh chị thành công nha. Thì Quỳ Sinh cũng chia sẻ các bước làm để cho cái 3D thì mấy anh chị có thể là làm được á. Nên anh chị chịu khó tập luyện giùm em ha. Bột rất là dẻo nha mấy anh chị. Đó, so cute. Quá dễ thương luôn ha. Rồi sau đó mình bắt đầu cắt. Xong. Ô dễ thương quá mọi người ơi. So stinh luôn, cho em mượn bên tay này cái. Đó, rất là dễ thương ha mấy anh chị. Xong hết thì bây giờ bắt đầu là mình sẽ đính đá thôi. Đây là cái bộ nail bên này đã hoàn thiện. Thì bây giờ là Quỳ Sinh sẽ bắt đầu là đính đá bên này ha. Hai bên không nhất thiết exactly nha mấy anh chị. Custom. Đó, giống nhau quá thì nó hóa ra họ không có đập khuôn được. Xong hết thì bây giờ là mình sẽ dọn hết những cái này ha. Là Quỳ Sinh sẽ bắt đầu qua phần đính đá. Thì Quỳ Sinh sẽ chia sẻ cách để đính đá cho anh chị là mình dễ làm đối với những cái hộp bi tròn nha mấy anh chị ha. Hay quá mọi người ơi, sắp xong rồi. Sắp xong. Cho em thêm khoảng 20 phút để em sắp xong rồi. Rồi xong hết thì cô sẽ dùng cái glue để mà mình đính đá nha mấy anh chị ha. Cây đính đá ở đây. Rồi xong ha. Thì mình sẽ đính đá. Ở đây là cô Sinh sẽ dùng những cái hộp viên đá nhỏ của mình ha. Đó, mình đính bằng glue mấy anh chị. Đính bằng glue, đính dán móng cũng được. Hoặc là cái cây, cái chai nhỏ nhỏ kia cũng được nha. Ở đây thì mình có sao làm vậy, thời gian đang gấp rút mấy anh chị. Rồi, cho vô. Xong rồi đó, cái này. Rồi, cho vô nha mấy anh chị, cho sát vô. Đó, xong ha. Rồi bên này thì mình sẽ đây là bỏ qua đi. Ha. Bỏ qua. Xong ha, thì cô Sinh sẽ tháo cái ngón này đi, tháo một cái hộp đi. Rồi xong ha, ngón này là mình xong rồi, thì bắt đầu mình sẽ qua cái ngón này. Ngón này là cô Sinh sẽ cho một cái hộp trắng vô đây. Sau đó thì mình sẽ cho vài viên bi vô ha. Tại vì con nhỏ bạn nó kêu em mua cái này cho nó thì nè. Đúng rồi, tao biết mà.
Đi dạ. Rồi xong, dễ thương quá mấy anh chị ơi. Sao xinh ha. Rồi tiếp tục ngón này là cô xin sẽ đi cái phần cuticle nha mấy anh chị. Là phần cuticle là cô xin sẽ đi cái hộp. Thì ở đây là cô xin sử dụng cái màu trắng để mà mình tăng thêm cái vẻ mềm mại cho cái bộ nail ha. Và cái diamond nó cũng vậy nữa, là cô xin sẽ dùng cái màu trắng này để mà mình làm cho nó mềm mại thêm. Mấy anh chị share giúp Christine ha. Thì lâu lâu Christine mới làm một cái bộ nail sáng tạo đó, thì nó lâu một chút xíu, nhưng mà thì đó cũng là một cái gọi là nghệ thuật thôi. Chứ không lâu lâu ngày là Christine không làm là gọi là quên nghề luôn á, lục nghề luôn á mấy anh chị. Rồi xong ha, mình cho nó vào hai bên, hai bên chấm vô. Cái phần chấm đây mình cũng rất là quan trọng nha mấy anh chị ha. Đó, xong cho hai bên vô. Gấp quá. Đó, xong ha. Thì tiếp tục đi này. Okay. Xong ha. Thì đây cho thêm hộp nữa. Hello cưng. Hai em hai. Vô vô coi. Mới làm xong, chuẩn bị xong. Ủa vậy hả? Rồi xong ngón. Giờ mình qua ngón này nha mấy anh chị. Đi trang vậy luôn mấy anh chị ha. Để xem này. Ok. Cho cuticle lên. Mình đi dòng cuticle đi sát nha. Khi mà mình chấm á thì mình cố gắng là mình đi sát cái phần cuticle. Tại vì cô xin chấm này cho nó nhanh lắm mấy anh chị. Nhưng mà tay cũng hơi rung. Tay hơi rung, không biết tại sao, nhưng mà chắc do đói á mấy anh chị. Đó. Không, tay em rung thiệt. Nè, thấy không? Thấy tay rung không? Rất là rung luôn. Chắc tại làm bộ này cũng khá lâu á. Xài đi, dip của em vừa dùng cho bê, vừa dùng cho top á. Cái của em mỏng đó. Em hay dip á, em làm like á, dip cho mấy chị coi. Nhưng mà đừng có sơn dày quá chị. Sơn cái dip dày mỏng còn ăn thua là do cái keo mình nữa nha. Giờ để vô. Nó tốt quá, mua hết rồi. Tay rung quá mấy anh chị ơi. Rồi để vô. Dễ thương quá mấy anh chị ha. Thì bây giờ là xong hết thì cô xin sẽ đính những cái hộp bi lên. Hộp bi thì mấy anh chị nè, khi mà mình đi sóng này mấy anh chị đi dễ lắm. Mình ôm theo cái phần cuticle còn lại ha. Ấy vậy, phần cái diamond á, phần hộp đó nha. Đó, nói lộn luôn rồi, đói bụng quá mấy anh chị. Tay rung mà nói lộn luôn. Rồi xong cho vô. Bên
Đó, mình cho từng viên vào. Nên làm cái này á, thì mình cũng đòi hỏi là sao biết không? Cái sự kiên nhẫn, nếu như mấy chị chấm mấy cái hộp này á, là mình đòi hỏi sự kiên nhẫn. Và tại sao là mình phải chấm glue? Tại vì nó khô liền á, thì nó sẽ giữ cho cái hộp của mình nó nằm yên vị trí đó nha. Và nó sẽ tôn lên cái nét của cái bi nữa. Và khi mà mình làm xong á, mấy chị chỉ cần á, lấy thấp khốt á, là mình đi sơ qua, tại vì dưới của mình có glue rồi đúng không? Dùng cái thấp khốt á, mình đi qua để bảo vệ một lớp cho cái màu vàng của mình nó không bị chảy màu silver á. Rồi khi mà người khách quay trở về vẫn còn ha. Rồi xong hết, đó xong. Rồi qua ngón cái nè. Trời dễ thương quá mấy chị ơi, sắp xong rồi, mừng quá trời luôn. Đó, ngón này thì mình cũng làm y chang ngón út nha mấy chị. Đó, mình phải có cặp có đôi đúng không mấy chị ha. Rồi. Giờ cho vô. Em phải lấy cái khác rồi. Đó. Xong, cho vô đây. Đó, cho vô ha. Rồi xong bắt đầu cho cái hộp. Sắp xong rồi anh ơi. Khiến dính keo nhiều quá, mình phải lấy giấy chùi. Còn cái này làm cho nó lẹ luôn. Rồi để vô. Lên, không chịu lên rồi. Nhưng mà cái activator của em á là nó không có làm khô cỏ số 4 nha chị. Nó được cái là nó không có làm khô cỏ nha. Nên nó cái activator của em á nó đặc biệt là vậy đó. Cái nào vậy chị, đang xài nào? Không chị, thôi à, không có cái đó, là em cái đó em bán lại thôi, nên á em cũng không có bảo đảm được chị. Tiếp lên đẹp, nhưng mà cái đó là của hãng khác á. Mua xài liền giùm em là được. Ố đẹp quá, nhưng mà nó hơi bị méo chút ha.
để chút xíu Christina lấy cái này ra đó, gắn lại cho nó ngay chút. Tháo ra ha. Ok, rồi xong. Thế là mình đã xong cái design nha. Trời nó bị chạy thì tháo ra. Nó bị rất là chắc nha. Gắn rất là chắc nha mấy anh chị. Bán sạch luôn á, không có đủ hàng bán á chị, đừng lo đó. Đây rất là xinh ha mấy chị. Là cái xinh đã xong cái bộ nail thì bây giờ mình chụp hình nha mấy chị ha. Rồi để chút em dẫn này là em chụp hình cho chị. Này là em để mát sắp khốt ha. Để mát sắp khốt trước khi xài xong rồi mình xong rồi. Rồi xong mình bắt đầu là cái cọ ha, mình chùi cho nó sạch nè. Rồi thế là mình xong nha mấy anh chị ha, để cô xin cho anh chị thấy là hai cái tay. Tờ giấy cho nó sạch là mấy anh chị sẽ thấy là cái design nó ra xong. Rồi, Christine xong cái design nha mấy anh chị ha. Thank you mọi người rất là nhiều luôn đã theo dõi cái buổi live của Christine. Và chúc anh chị là một ngày vui vẻ nha. Và giúp Christine share cái like này nha. Thank you cả nhà rất là nhiều luôn. Bộ này là sử dụng là những cái màu trong set 144 màu của mình nha mấy anh chị. Bé ơi, ra đây giúp chị cái bé. Ok, thank you cả nhà rất là nhiều đã theo dõi cái buổi live hôm nay. Và hẹn gặp lại mọi người trong những cái live kế tiếp nha. Và anh chị cần gì có thể là gọi vào số phone 714-804-9688. Cầm cái phone này xuống giùm chị cái, lấy phone xuống. Rồi hoặc là anh chị có thể ghé vào shop online là silemsupply.com nha. Thank you cả nhà rất là nhiều luôn. Bye bye và hẹn gặp lại.